Trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Động thái bất ngờ của Triều Tiên ở biên giới Hàn Quốc. Mỹ Hàn tập trận không quân quy mô lớn, Nga Triều Tiên phản ứng gay gắt. Bà Harris nỗ lực tìm hướng đi mới với Tổng thống Biden. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị đến với những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình thế giới trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Căng thẳng liên chiều tiếp tục được đẩy lên cao trào trước thêm bầu cử Tổng thống Mỹ. Đợt căng thẳng lần này bắt đầu sau loạt bắn pháo qua lại hồi tháng 1 và thả bóng bay chứa rác, phát loa phóng thanh tại khu vực biên giới từ cuối tháng 5. Đặc biệt, căng thẳng lần này bùng phát sau việc Triều Tiên cho nổ tung một số đoạn trên hai tuyến đường bộ và đường sắt, Gyeonggui và Daehwae kết nối với Hàn Quốc ngày 15 tháng 10. Sau khi cảnh báo sẽ cắt đứt hoàn toàn liên kết về lãnh thổ giữa hai miền. Seoul chỉ trích động thái này và cho biết đang cân nhắc kiện Bình Nhưỡng vì dự án kết nối đường bộ và đường sắt nói trên có khoản vay của Hàn Quốc trị giá 133 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, Daily NK dẫn nguồn tin cho hay, Triều Tiên được cho là đã ra lệnh cho lực lượng tiền tuyến tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ dọc biên giới với Hàn Quốc, bao gồm cả việc giải thêm mìn ở khu vực một cách ngẫu nhiên. Theo nguồn tin, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã chỉ đạo hai quân đoàn tiền tuyến đồn trú ở khu vực phía đông thực hiện nhiệm vụ này. Bình Nhưỡng được cho là đã ra chỉ thị này hôm 18 tháng 10, một ngày sau khi Quốc hội Triều Tiên sửa đổi hiến pháp để coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Ngoài ra, Triều Tiên được cho là đã yêu cầu quân đoàn 1 và 5 xây dựng mạng lưới phòng thủ kiên cố để tách biệt lãnh thổ nước này với Hàn Quốc. Theo nguồn tin, công binh Triều Tiên sẽ tiến hành giải mìn ngẫu nhiên dọc biên giới và hạn chót để hoàn thành là trước ngày 1 tháng 12, thời điểm Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành cuộc tập trận. Không quân Hàn Quốc cho biết, nước này và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn mang tên Lá cờ tự do, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa. Hãng thông tấn John Hatt đưa tin, cuộc tập trận kéo dài 12 ngày này diễn ra tại nhiều căn cứ không quân khác nhau ở Hàn Quốc, huy động khoảng 110 máy bay, bao gồm tiêm kích tàng hình F35A và F15K của Hàn Quốc, F35B và F16 cùng máy bay không người lái MQ9 của Mỹ tiêm kích F-35 của Lockheed Martin, dòng máy bay chiến đấu đa năng tốt nhất hiện nay, được thiết kế để chứa các loại vũ khí phù hợp với các nhiệm vụ khác nhau. Khi các hệ thống phòng không của đối phương bị loại bỏ, máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ có thể hoạt động thông qua chế độ quái thú, mang theo lượng lớn vũ khí không đối không và không đối đất. Không quân Hoàng gia Australia cũng tham gia với máy bay tiếp nhiên liệu đa năng KC-30A. Cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc triển khai máy bay và lập kế hoạch chiến thuật trước các cuộc diễn tập bay vào tuần tới, bao gồm huấn luyện các cuộc diễn tập phòng thủ trên không và hỗ trợ trên không tầm gần. Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận lá cờ tự do được tổ chức. Lá cờ tự do thay thế các cuộc tập trận không quân quy mô lớn thường kỳ của Mỹ, Hàn như cuộc tập trận Flying Training trong nửa đầu năm và Vigilant Defense trong nửa cuối năm. Theo không quân Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên cuộc tập trận có sự phối hợp giữa máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái nhằm mô phỏng tình huống chiến đấu trên thực tế dựa trên các cuộc xung đột gần đây như cuộc xung đột ở Ukraine. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau việc Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đưa quân đến Nga tham chiến ở Ukraine, trong khi Triều Tiên gọi đồn đoán là vô căn cứ. Hàn Quốc thậm chí cảnh báo sẽ xem xét việc viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine, đồng thời đưa lực lượng đến quốc gia Đông Âu này để giám sát động thái của Triều Tiên. Về việc này, mới đây, đại sứ Nga tại Hàn Quốc, Georgi Zinoviev khẳng định việc seoul cung cấp vũ khí tấn công và phòng thủ cho kiev sẽ không thể thay đổi kết quả của kế hoạch quân sự nhưng chúng sẽ thay đổi bản chất mối quan hệ giữa moscow và seoul đồng thời phá hủy triển vọng khôi phục mối quan hệ này cho đến nay hàn quốc đã cung cấp hỗ trợ tài chính và nhân đạo cho ukraine nhưng không cung cấp vũ khí sát thương nhà ngoại giao nga cũng lưu ý rằng ông không có thông tin chính thức về việc triển khai quân đội triều tiên đến nga theo đại sứ zinoviev chiến dịch cuồng loạn của ukraine xung quanh thông tin như vậy xuất phát từ tình hình tuyệt vọng của nước này và nhằm mục đích thúc đẩy các đối tác phương Tây tăng cường viện trợ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 24 tháng 10 khẳng định, nước này không biết về việc quân đội Triều Tiên có mặt ở Nga sau khi Hàn Quốc và Mỹ cho biết Triều Tiên đã điều 3.000 binh sĩ tới Nga để có thể triển khai tới Ukraine sau đó. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết, để trả lời câu hỏi đầu tiên về việc có quân đội Triều Tiên ở Nga hay không, tôi xin nêu rõ Trung Quốc không biết về thông tin này. Còn liệu việc Triều Tiên điều quân có làm leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine hay không? Trung Quốc khẳng định lập trường về cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên sẽ thúc đẩy việc hạ nhiệt tình hình và cam kết thực hiện một giải pháp chính trị. Trước đó, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã điều 3.000 binh sĩ, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm đến Nga để huấn luyện và thích nghi ở các căn cứ quân sự ở vùng Viện Đông và có thể sẽ được triển khai tới Ukraine sau đó. Mỹ cũng tuyên bố có bằng chứng cho thấy động thái mới của Triều Tiên. Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc Jun Sức riêng và người đồng cấp Ba Lan Andrei Duda đã có những chỉ trích Triều Tiên, cho rằng việc điều quân đến Nga là hành vi vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là hành động khiêu khích vượt ra ngoài bán đảo Triều Tiên và châu Âu để đe dọa an ninh toàn cầu. Đến nay, cả Nga và Triều Tiên đều bác bỏ các thông tin này. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris, vừa phát biểu tại hội nghị ở Pennsylvania rằng chính quyền của bà sẽ khác với chính quyền của tổng thống joe biden theo đó bà harris nỗ lực tách mình ra sau khi một số cuộc thăm dò cho thấy tổng thống đương nhiệm đang là lực cản đối với cơ hội chiến thắng của bà vì một số cử tri mong muốn hướng đi mới sau kỳ bầu cử lần này bà harris chưa từng giải thích cụ thể rằng bà sẽ khác tổng thống mỹ joe biden hiện nay như thế nào mà chỉ nói chung chung bà harris nói trong cuộc trả lời cnn rằng chính quyền của tôi sẽ không phải là sự tiếp nối của chính quyền tổng thống biden bà cho biết thêm Tôi đến với vai trò này từ những ý tưởng và kinh nghiệm của riêng mình. Tôi đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới trong một số vấn đề và tin rằng chúng ta thực sự phải có những cách tiếp cận mới. Phát biểu này là nỗ lực thuyết phục những cử tri vẫn còn dao động khi cuộc chạy đua xít sao khiến một nhóm cử tri nhỏ cũng có thể đóng vai trò quan trọng. Kể từ cuối tháng 8, bà Harris tuyên bố ủng hộ chính sách thuế tối thiểu đối với tầng lớp siêu giàu mà Tổng thống Joe Biden đề xuất, nhưng đưa ra thuế xuất thẳng dư vốn dài hạn thấp hơn so với ông chủ Nhà Trắng ở mức 28%. Thặng dư vốn dài hạn là phần lợi nhuận phát sinh từ giao dịch các tài sản được nắm giữ trên một năm. Thuế suất này hiện tối đa 20%, tùy theo thu nhập của người nộp thuế. Trong kế hoạch ngân sách năm 2025, ông Joe Biden muốn tăng thuế suất này lên tối đa 39,6% đối với các hộ gia đình có thu nhập hơn 1 triệu đô la Mỹ. Bà Harris cho rằng 39,6% là mức quá cao. Theo giới quan sát, khác biệt quan điểm về thuế thặng dư vốn là dấu hiệu cho thấy bà Harris đang nỗ lực giữ khoảng cách với chính sách của ông Biden. Bà Harris lập luận rằng đề xuất của bà vừa đảm bảo công bằng về thuế, vừa khuyến khích đầu tư và đổi mới. Tháng trước, đài CBS đã trích dẫn 6 nguồn tin thân cận với Tổng thống Mỹ Joe Biden, tiết lộ ông chủ Nhà Trắng cảm thấy chạnh lòng vì những động thái của Phó Tổng thống Kamala Harris và Đảng Dân Chủ. Nguồn tin của CBS cho biết, Tổng thống Biden đã nhận ra bà Harris đang cố gắng tách biệt khỏi các chính sách của ông trong các cuộc vận động tranh cử gần đây. Thời điểm đó, một quan chức thân cận với ông Biden nói. Tổng thống Joe Biden hoàn toàn sững sờ bởi một khoảnh khắc trong cuộc tranh luận giữa bà Harris và ông Trump. Phó tổng thống khi đó tuyên bố rằng bà không giống ông Biden hay ông Trump. Một quan chức khác tiết lộ, ông Biden nhận thức rõ Đảng Dân Chủ cần tập trung hoàn toàn cho bà Harris ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, Tổng thống Mỹ vẫn cảm thấy chạnh lòng khi các thành tiệu về kinh tế và xã hội của ông không còn được nhắc tới. Xuyên suốt lịch sử chính trường Mỹ hầu hết cử tri đều bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử, giúp việc kiểm đếm tương đối đơn giản. Tuy nhiên sau năm 2000, hình thức bỏ phiếu qua thư và sử dụng phiếu bầu tạm thời ngày càng được ưa chuộng, buộc các ủy ban kiểm phiếu phải kéo dài thời gian làm việc sau đêm bầu cử. Đặc biệt, năm 2020, xu hướng này trở nên mạnh mẽ hơn khi nhiều cử tri chuyển sang bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu vắng mặt trong thời kỳ giãn cách về đại dịch COVID-19. Do sự khác biệt giữa các đảng phái trong việc áp dụng các hình thức bỏ phiếu thay thế này kết quả bầu cử có nhiều thay đổi. Thuật ngữ ảo ảnh đỏ ra đời từ khi đó, mô tả việc các ứng cử viên của đảng đỏ dường như có lợi thế lớn vào đêm bầu cử, nhưng lợi thế này sẽ giảm dần xuống khi có nhiều lá phiếu gửi qua thư ủng hộ đảng Dân Chủ được kiểm đếm. Tại thời điểm này, truyền thông Mỹ vẫn đang nín thở chờ đợi viễn cảnh cựu Tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc cuộc bầu cử sớm và tuyên bố thắng cử trước khi mọi lá phiếu được kiểm như những gì ông đã làm vào năm 2020 đặt niềm tin vào ảnh đỏ. Trong đêm ngày bầu cử mùng 3 tháng 11 năm 2020, ông Donald Trump tự nhận đã chiến thắng đối thủ Joe Biden, mặc dù kết quả bầu cử tại các bang chiến trường vẫn còn quá sít sao để có thể dự đoán. Vài ngày sau đó, khi kết quả được ấn định với chiến thắng thuộc về Đảng Dân chủ, ông Trump lập tức kêu gọi Georgia tìm 11.780 phiếu bầu để lật ngược kết quả của tiểu bang với lý do cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết đang chuẩn bị cho kịch bản ông Trump sử dụng cùng một chiến thuật trong lần tranh cử này. Bà nói với NBC News rằng Đảng Dân Chủ có đủ nguồn lực và chuyên môn để ứng phó trước kịch bản cựu Tổng thống đặt niềm tin sai lầm vào ảo ảnh đỏ trong đêm bầu cử. Ông Bob Bitti, trưởng khoa khoa học chính trị của Đại học Washington Mỹ, nói với Newsweek rằng cách tốt nhất để dự đoán những hành vi tiếp theo của ông Trump là dựa vào những hành động và lời nói trong quá khứ của ông. Tuy nhiên, bà Sylvia Albert, cố vấn chính sách cho Đảng Dân Chủ và đại diện của tổ chức Common Cause lại cho rằng sẽ không có vấn đề gì nếu ông Trump cố gắng tuyên bố chiến thắng sớm vì cuộc bầu cử được quyết định bởi cử tri, không phải ứng cử viên. Dường như ông Trump đã thay đổi quan điểm về việc bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm nay, dù trước đó cựu Tổng thống và những người đồng minh đến từ Đảng Cộng Hòa liên tục phản đối phương án bầu cử này. Trong những tuần tranh cử cuối cùng, ông đã tìm cách mở rộng phạm vi bỏ phiếu sớm ở bang giao động North Carolina đồng thời xuất hiện ở nhiều chiến địa khác để kêu gọi người dân sớm đưa ra quyết định. Ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Fox News: "Tôi cho rằng bỏ phiếu sớm sẽ tốt, nhưng mọi người có cảm nhận khác nhau về việc này. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải ra ngoài và bỏ phiếu và tôi cũng sẽ làm như vậy." Dữ liệu ban đầu cho thấy nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm khuyến khích cử tri đi bỏ phiếu sớm đang có kết quả. Theo nghiên cứu của phòng thí nghiệm bầu cử thuộc Đại học Florida, tính đến nay đã có gần 25 triệu người Mỹ trên toàn quốc đã bỏ phiếu. Con số này bao gồm một số lượng lớn cử tri Đảng Cộng hòa đã đăng ký đến các điểm bỏ phiếu trước ngày bầu cử, trong đó có 1,1 triệu cử tri Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu trực tiếp. Nhiều hơn 990.248 cử tri Đảng Dân chủ. Nhóm phụ trách chiến dịch bầu cử của ông Donald Trump đánh giá dữ liệu trên cho thấy Đảng Cộng hòa đã giành lại ưu thế trước Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, ông James Blair, giám đốc phụ trách chính trị của ông Donald Trump nhận định vẫn còn quá sớm để tuyên bố giành chiến thắng nhưng những sự thay đổi của chúng tôi đang rất tích cực. Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ có phần sụt giảm, Phó tổng thống chưa tổ chức bất kỳ cuộc vận động tranh cử nào trong những ngày qua, thay vào đó tập trung vào hai cuộc phỏng vấn trực tiếp VNBC News và Telemundo cùng một sự kiện được tổ chức bởi CNN. Theo kế hoạch, bà Kamala Harris sẽ đến thăm Texas một bang đỏ nơi bà gần như không có cơ hội chiến thắng nào. Nhưng một chuyến đi đến một tiểu bang trung thành với Đảng Cộng Hòa trong hai tuần tranh cử cuối cùng dường như là một quyết định không mấy khôn ngoan. Ngoài ra, bà Harris cũng bắt đầu tuần mới bằng chuyến đi kéo dài một ngày đến các tiểu bang bức tường xanh là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin cùng với cựu dân biểu Đảng Cộng Hòa Liz Cheney. Bỏ qua xung đột ở Trung Đông, có lý do để bà Harris tiếp tục các kế sách tranh cử có phần gây tranh cãi. Những người ủng hộ Đảng Dân chủ tin rằng lời kêu gọi của bà đối với nhóm cử tri trung dung có thể giúp đảng này giành thêm nhiều lá phiếu và tránh lặp lại câu chuyện bầu cử năm 2016 khi bà Hillary Clinton thua ông Trump với kết quả gây sốc. Sóng phát thanh ở các tiểu bang chiến trường có thể gặp vài sự cố, vì vậy chiến dịch của bà Harris phải tận dụng mọi nguồn lực có thể để thuyết phục nhóm cử tri này đi bỏ phiếu, bao gồm các nền tảng truyền thông phi truyền thống và các cuộc vận động tranh cử ở những bang trung thành với đảng đối lập. Bà Harris cũng tiếp tục nhắc đến những phát ngôn gây tranh cãi của ông Trump để nhắc nhở những cử tri ôn hòa không đưa cựu Tổng thống trở lại Nhà Trắng. Ông Israel cho rằng đây là một chiến lược mạnh mẽ vào những ngày cuối cùng trên chặng đường tranh cử. Quyết định đến Texas của bà Harris trong giai đoạn nước rút cũng có thể được coi là nỗ lực nhằm khôi phục đà tiến triển từng giúp đảng Dân Chủ có kết quả bầu cử giữa kỳ tốt hơn mong đợi vào năm 2022, chỉ vài tháng sau khi tòa án tối cao lật ngược phán quyết Roe kiện Wade. Phụ nữ sinh sống ở khu vực ngoại ô đặc biệt ủng hộ đảng dân chủ trong vấn đề tự do sinh sản. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đang vẽ nên viễn cảnh luật cấm phá thai của Texas có thể được áp dụng trên toàn nước Mỹ trong trường hợp ông Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai và tất nhiên đó là viễn cảnh mà nhóm cử tri nữ ở đây không mong muốn. Ông Jim Messina, cựu giáo đốc chiến dịch tranh cử năm 2012 của Tổng thống Obama, chia sẻ với báo giới rằng chiến dịch của bà Harris sẽ tập trung vào nhóm nhân khẩu học quan trọng này trong nỗ lực phút chót nhằm vận động cử tri đi bỏ phiếu. Ông Messina nói, bà Harris đang xuất hiện liên tục trước cử tri, tập trung vào một số nhóm nhất định mà bà ấy cho là quan trọng trên con đường giành chiến thắng. Cử tri Mỹ gốc Phi, cử tri Mỹ gốc Latin và các cử tri trẻ. Phó Tổng thống cũng mở rộng phạm vi tiếp cận tới nhóm cử tri nữ ở một số khu vực nhất định. Tuy nhiên, tất cả những động thái đó đều diễn ra vào thời điểm ông Trump nhận được tín hiệu khả quan trong các cuộc thăm dò dư luận xóa bỏ vị thế dẫn đầu của đối thủ Harris tại các tiểu bang chiến trường quan trọng. Tỷ lệ ủng hộ bà Harris từng tăng mạnh trong thời điểm diễn ra đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ hoặc sau cuộc tranh luận duy nhất của bà với ông Trump, cuộc tranh luận mà bà được cho là đã giành chiến thắng. Giới quan sát cho rằng bà Harris đã nỗ lực nối dài tuần trăng mật tranh cử của mình trong nhiều tháng, nhưng có vẻ như tuần trăng mật lại khép lại vào thời điểm ít ai mong đợi nhất, chặng cuối trên đường đua vào Nhà Trắng và chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa để ứng viên đại diện Đảng Dân chủ đảo ngược tình thế với một chiến lược tranh cử có phần gây tranh cãi như hiện nay